Đúng. Và cuốn sách này, DNA, bí mật của sự sống, là cuốn sách của ai? Của ông, một trong hai người khám phá ra cái mô hình DNA. Thì cái cuốn sách này nó hay đến mức, nó nói hay đến mức mà cái ông Bill Gates tỷ phú ấy, trước khi mà ông ấy đọc cuốn sách này, thì ông Bill Gates, ông ấy chán cái môn sinh học lớp, ông đi học phổ thông, ông đọc cái môn sinh học, môn chán ấy, ông cũng phải học. Nhưng đến khi ông đọc xong cuốn này thì ông ấy mê. Ông bảo trời ơi, không ngờ là khoa học về sự sống bây giờ nó hay thế. Khoa học sự sống bây giờ nó là khoa học về thông tin, chứ nó không còn phải là nghiên cứu mấy con gà, con vịt ở ngoài vườn nữa đâu. Khoa học về thông tin. Rồi, và đến cái ông này thì ông ấy nói rõ, ông này là một nhà sinh học đoạt giải Nobel năm 1975, tên là David Baltimore. Ông nói, nguyên vật sinh học hiện đại là một khoa học về thông tin. Vậy ai, sinh viên nào mà định là vào ngành sinh học, tôi khuyên, đây là lời khuyên, tôi mạn phép nói lời khuyên ở đây, nên học lý thuyết thông tin. Và nếu nhà trường mà dạy sinh học mà không dạy cho học sinh lý thuyết thông tin thì cái nhà trường ấy học đấy. Và theo sự sống rõ ràng là hiện tượng hóa, cái này không ai chụp chúng ta, nhưng đặc trưng phân biệt của nó không nằm trong những phản khoa học. Thực ra bí mật sự sống nằm trong những đặc trưng về thông tin. Toàn bộ những chuyện vẫn ấy, giáo sư Vũ nói là cái gì, topo di chuyển. Thì tôi biết là nhiều quý vị nghe cái chữ topo thấy là ù tai rất đầu. Thì thế này, quý vị không cần biết topo nó là cái gì, cái đấy nó là chuyện của toán học. Bây giờ muốn biết topo là cái gì, dĩ nhiên quý vị phải được học thì mới hiểu được. Vậy chỉ cần hiểu topo di chuyển là như thế này, cái hệ di chuyển ấy, nó thông qua những cái phân tử, và cái phân tử của nó tuân thủ những cái định luật toán học chặt chẽ, kể cả cái hình học, mà nó tuân thủ những cái định luật của topo. Ôi trời ơi, và định luật topo thì nó là định luật cao cấp lắm. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái phân tử di chuyển ấy, nó phức tạp đến cái mức ấy đấy. Nó phức tạp như thế mà bảo nó tự nhiên, nó ngẫu nhiên hình thành thì thật là nhảm nhí, quá nhảm nhí. Thế thì sao? Vậy thì chỗ này tôi muốn nói để hỗ trợ giáo sư Vũ bên đấy, là cái gọi là topo di chuyển. Quý vị chỉ cần nhớ một điều rằng cơ chế di chuyển nó tuân thủ những cái tính chất toán học xác định của topo, của lý thuyết topo. Có nghĩa là nó phức tạp lắm, cao cấp lắm. Và cái người mà chế tạo ra cái phức tạp ấy phải là cái người siêu việt đó. Tiếp theo, đây, hiện nay đây là bài toán thách đố đối với khoa học, là nguồn mã DNA nó xuất phát từ đâu. Bây giờ khám phá rõ ràng là có DNA, có mã DNA rồi, và câu hỏi là cái mã ấy nó xuất phát từ ai, ai viết ra nó. Và cái ông này ông trả lời thẳng thừng, người tác giả của mã DNA là Chúa, ngôn ngữ của Chúa. Thế còn quý vị lại muốn thích cãi nhau với cái ông này thì thôi, tôi chịu rồi. Ông này cũng là giám đốc chương trình giải mã gen người, gọi là một cây đại thụ về sinh học của thế giới hiện nay. Nhưng câu chuyện về thông tin chưa đủ để nói bản chất của con người. Bởi vì đây, một lần nữa tôi nhắc lại, cái laptop này của chúng ta nó là một cỗ máy thông tin này, nó vừa có vật chất, nó vừa có thông tin đấy, nhưng nó có phải là sự sống đâu. Vậy sự sống nó hơn hẳn ở chỗ nó có một cái tầng thứ ba đấy, là tầng ý thức. Rồi, ý thức mới là đặc trưng thực sự của sự sống. Một, tôi phải loan báo với quý vị một bài báo vô cùng quan trọng, đó là bài báo này, nhân đề Manifesto for a Post-Materialist Science. Xin dịch từng chữ, tuyên ngôn về một nền khoa học hậu duy vật. Tức là các nhà khoa học mà đưa ra cái tuyên ngôn này, cái nhóm khoa học này họ tuyên bố rằng
cái khoa học vật chất, khoa học kỹ thuật đến ngày hôm nay lỗi thời rồi. Anh không đủ sức để giải thích các sự thật mà khoa học đã khám phá. Do đó chúng ta phải chuyển sang một giai đoạn mới, là giai đoạn nghiên cứu một cái khoa học kỹ thuật. Trong đó họ biết cái gì? Tôi xin trích một vài đoạn, quý vị nghe thử nhé. Thế giới vật chất không còn là thành phần chủ yếu hoặc duy nhất của thế giới hiện thực. Tức là cái thế giới hiện thực này không phải chỉ có vật chất, mà còn có những thành phần khác nữa. Từ xưa đến nay chúng ta quan niệm thế giới chỉ có vật chất thôi, vật chất và năng lượng cho hết. Thì cái tuyên ngôn này nói cái điều ấy không còn đúng nữa rồi. Bây giờ chúng ta phải bước sang một giai đoạn mới đi, giai đoạn gọi là hậu duy vật đi. Chúng ta phải thừa nhận rằng ngoài vật chất còn có những cái không phải là vật chất. Cụ thể là thông tin. Thông tin nó vô cùng quan trọng đến mức thiếu nó thì thế giới này sẽ tan ra. Vậy sao? Thông lý thế thông tin nó vô, chúng ta phải hiểu. Hai, ý thức đại diện trong khía cạnh của hiện thực, tức là ý thức của con người chúng ta. Ý thức nó không phải là sản phẩm của bộ não nữa. Từ xưa nay chúng ta bảo là ý thức nó là sản phẩm của bộ não, sai rồi. Ý thức nó là một hiện thực tồn tại độc lập, độc lập với vật chất. Tất nhiên nó có tương quan. Cái ý thức nó mượn cái bộ não của chúng ta để mà nó biểu lộ cái con người chúng ta đó. Tiếp theo, thậm chí là một số người từng có trải nghiệm cận tử chết lâm sàng đã báo cáo về sự nhận thức ngoài cơ thể. Tức là các nhà khoa học Mỹ đây, cái nhóm này, trong đó có nhiều nhà khoa học thần kinh, họ đã làm những thí nghiệm chứng minh, thấy xác định rõ là có những hiện tượng chết lâm sàng, cái ý thức nó lại chạy ra ngoài cơ thể, nó ra ngoài cơ thể đến mức là cái cơ thể thì chết hoàn toàn, nhưng cái ý thức ấy lúc sau nó lại trở lại. Và cái con người ấy nói ra những cái sự thật mà các nhà khoa học chịu, nó là chính xác. Và bộ não vận hành như một chiếc máy thu phát các hoạt động tinh thần. Bộ não hoạt động như một chiếc máy thu phát, chứ không phải là bộ não nó sản xuất ý thức. Đó. Tức là ý thức có thể hoạt động thông qua bộ não, nhưng không phải do bộ não tạo ra. Đây là những kết luận vô cùng quan trọng. Tất nhiên chúng ta nghĩ được ý thức nó là từ cái bộ não của ta ra, nhưng các nhà khoa học thần kinh này, mà là những nhà khoa học lớn trên thế giới nhé, cái nhóm này là nhóm khoa học lớn, tôi phải lướt qua như thế. Tất cả những chuyện mà các nhà khoa học gọi là hậu duy vật ấy nói, thực ra các nhà huyền triết trước đây đã từng nói rồi, các nhà khoa học trước đây đã nói rồi, bây giờ là chỉ nói lại thôi. Cụ thể đó là René Descartes. Descartes nói một cái câu châm ngôn bất hủ: tôi tư duy, vậy tôi tồn tại. Je pense, donc je suis. Cái câu này nó bất hủ lắm. Ngày xưa tôi đọc cái câu khi tôi còn bé, đọc cái câu này, tôi không hiểu. Nói cái gì mà phức tạp thế nhỉ? Tôi tư duy, vậy tôi tồn tại. Thì phải đợi tư duy mới biết mình tồn tại, rõ ràng mình đang tồn tại lù lên. Sau này, các nhà triết học đã giúp tôi hiểu. Một trong những cái nhà triết học đó là giáo sư Lê Công Sự đấy, giáo sư đang ngồi đây. Thì chính giáo sư Lê Công Sự và các nhiều nhà triết học khác giúp tôi hiểu cái câu này. Để các muốn nói cái gì? Bạn có thể nghi ngờ mọi thứ. Ví dụ, bạn nghi ngờ quyển sách này nó chỉ là một ảo ảnh thôi, nó không phải là sự thật. Nhưng khi bạn nghi ngờ nó là ảo ảnh, thì có nghĩa là bạn đang tồn tại rồi. Có nghĩa là bạn phải tồn tại để mà bạn nghi ngờ chứ. Cho nên là cái yếu tố để xem rằng chúng ta có phải tồn tại hay không ở chỗ chúng ta có biết nghi ngờ hay không, chúng ta có tư duy hay không. Thì chính cái sự chúng ta tư duy, chúng ta nhận ra cái này, nhận ra cái nọ, đấy là dấu hiệu rõ nhất của sự tồn tại. Và cái câu chuyên môn rất hụt này, je pense, donc je suis, là bất hủ. Nhưng nếu mà dừng lại ở cái chuyện tán dốc triết học đó thì nó vô ích. Cái ý nghĩa của nó là trong đi qua đây thì ta thấy cái tư duy, tức là cái ý thức, là cái dấu hiệu rõ nhất của sự tồn tại. Vậy thì đặc trưng của sự sống chính là ý thức chứ không phải là cái gì khác. Vâng. Và hôm nay ông nói rồi, cô dài dòng thì tôi không đọc nữa, chỉ đọc qua
Thế còn ông Darwin, ông có biết gì về ý thức không?